các bạn thân mến, Ái Phương nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng ta thì những năm tháng hết sức là ngắn ngủi. Cuộc đời người, một đời người thì có bao nhiêu cái 10 năm? Nếu như một mối tình 10 năm có nghĩa là chiếm cả một quãng đời của chúng ta rồi, và mối tình đó khắc sâu biết bao nhiêu, đúng không ạ? À? Và ngay sau đây tiếp nối chương trình thì Ái Phương xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc 10 năm tình cũ sáng tác của Trần Quảng Nam qua sự thể hiện của thí sinh Mai Thanh Luân, mã số 09. Không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng tình đã quên, nhưng mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn, 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi mộng buồn bấy lâu, nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng thôi xa từ kỷ niệm, cho qua bao năm mộng buồn quên sớm. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây. 10 năm cách biệt tình đánh quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi một dòng thư cũ vẫn còn trong ta một trời cuồng điên. Một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng thôi xa từ kỷ niệm, cho qua bao năm mộng buồn quên sớm. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây. 10 năm cách biệt hình như em đã
quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ như anh hôm nay thấy mưa trở về, như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Mười năm sông Gà, mười năm nhớ thương. Và nếu như quý vị yêu thích chàng trai trở về từ phương xa sau 10 năm thì chúng ta hãy soạn tin với cú pháp là BC khoảng trắng 09 gửi đến tổng đài 6540 dành cho Mai Thanh Luân. Xin cảm ơn Mai Thanh Luân. Và quý vị thân mến, bài hát tiếp theo ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang tên Vết Thương Cuối Cùng, nhạc và lời Nguyễn Văn Đễ, qua phần dự thi của một thí sinh đến từ tỉnh Vĩnh Long của chúng ta. Các bạn có biết là ai không ạ? Vâng ạ, và đây là thí sinh Nguyễn Thị Kim Phượng. Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ lần gì nhau. Hãy để tình ta bay cao, từ vào cuộc vui đã trở nên lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tạ thời. Thà một lần đi cách xa cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai mốt xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi. Cho ngày đã qua, đường tình vừa xa, xác thân đâu dã rời. Nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai một xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi.
rồi đôi vai tay mơ. Từ đây giã từ lời nói điêu hoa, từ đây chỉ còn lại mình ta. Và thêm tôi chia xa tiếc cho ngày đã qua. Cuộc tình vừa xa xác thân đau xa rời, nhưng một lần ấy thôi để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn thay nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Cuộc đời buồn thay nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Kim Cương đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và thưa quý vị, một cô gái rất dịu dàng và duyên dáng trong bài hát Hát với Long Hồ trong đêm thi nhạc dân ca, âm hưởng dân ca. Thì ngày hôm nay trong đêm nhạc những tình khúc bất hủ, cô ấy đã trở nên rất cá tính trong trang phục sang trọng của mình. Thưa quý vị, nếu yêu thích cô gái Nguyễn Thị Kim Cương thì hãy bình chọn với cú pháp như thế này là BC khoảng trắng mã số của bạn ấy, gửi đến tổng đài 6540 với mã số của Kim Cương là 10 quý vị nha. Và quý vị thân mến, với tiết mục dự thi của Nguyễn Thị Kim Cương cũng đã khép lại phần dự thi hát đơn của 10 thí sinh. Và quả thật đây là những tiết mục làm cho chúng ta tràn ngập những cảm xúc, phải không ạ? Và thưa quý vị, trong phần thi tiếp theo thì họ sẽ cùng bắt cặp với nhau để đến với phần thi hát đôi. Trước khi chúng ta đến với phần thi hát đôi thì hãy nghỉ giải lao trong giây lát quý vị nhé. Để tham gia bình chọn cho thí sinh yêu thích nhất chung cuộc, khán giả có thể tham gia bằng cách soạn BC khoảng trắng mã số thí sinh gửi 6540, giá cước mỗi tin nhắn 5.000 đồng. Tổng đài sẽ được mở từ lúc 0 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2014. Kết quả thí sinh được yêu thích nhất và 3 khán giả may mắn ngẫu nhiên tham gia bình chọn sẽ được công bố trong đêm gala 31 tháng 12 năm 2014. Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả quay trở lại với đêm nhạc những tình khúc vượt thời gian của vòng chung kết cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình Vĩnh Long năm 2014. Và thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi lượt thi đầu tiên của 10 thí sinh trong đêm thi hôm nay, và bây giờ sẽ là lượt thi thứ hai của các bạn ấy. Thưa quý vị, và trong lượt thi thứ hai này thì các bạn thí sinh, hai thí sinh họ sẽ kết hợp cùng với nhau trong một tiết mục song ca. Và sau khi họ đã hoàn thành xong tiết mục dự thi của mình thì ban giám khảo sẽ đưa ra những lời nhận xét và đánh giá cho cả hai phần dự thi mà thí sinh vừa thể hiện. Và sau khi tất cả các thí sinh đã hoàn thành xong phần dự thi trong lượt 2 này thì 10 bạn sẽ quay trở lại sân khấu để được biết điểm số của mình trong đêm thi hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ có 5 cái tên xuất sắc nhất để đến với đêm chung kết xếp hạng được diễn ra vào 20 giờ ngày 29 tháng 12 sắp tới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp thí sinh đầu tiên, và quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem cặp thí sinh đầu tiên là ai nhé. Đến với đêm nhạc trữ tình hôm nay thì hai chị em của Quyên và Duy sẽ thể hiện một ca khúc rất hay và nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Trình, đó là bài hát Lệ Đá. Và với sự kết hợp rất là ngẫu nhiên, đó là hai chị em cùng đến từ tỉnh Đồng Tháp. Chính vì lẽ đó tạo sự gắn kết với hai chị em và tập luyện cũng dễ dàng hơn. Thì rất mong sẽ có một tiết mục thật hay dành đến cho quý vị khán giả. Và rất mong quý vị sẽ ủng hộ cho hai chị em với mã số Lê Duy 04 và Tố Quyên 07. Thank you.
xây gieo bao nhiêu tuổi đời. Hỏi gió phiêu du qua bao đền trời, hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt cuối hồn buột thoáng nhớ mong mơ. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoại cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mong sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó. Tháng ngày nào men say hồn thơ, tình yêu đã vỡ cánh rồi, là hoa rớt mận cho đời. Chán chiều kỷ niệm dĩ vãng, bay dạt dào đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt bia suy hẹn hò chẳng soi đầu nó. Thu xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suy hẹn hò chẳng soi đầu non. Đọc sách thơ xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suy hẹn hò chẳng soi đầu. Xin Lê Duy và Tô Quyên đã mang đến cho khán phòng hôm nay một không gian âm nhạc thật lãng mạn qua ca khúc Lệ Đá, nhạc Trần Trịnh, thơ Hà Huyền Chi. Thưa quý vị, với phần đi hát song ca thì họ sẽ phải kết hợp với nhau trong một ca khúc và họ phải nhường nhịn lẫn nhau để mà có thể đẩy cho phần thể hiện của cả hai tốt hơn. Và nếu như yêu thích họ thì hãy bình chọn cho họ với cú pháp đó là BC, khoảng trắng, mã số thí sinh gửi đến tổng đài 6540. Với bạn Lê Duy là mã số 04, còn Tố Quyên là 07 quý vị nha. Vâng, ngay bây giờ thì xin được lắng nghe những đánh giá của ban giám khảo cho phần dự thi của hai thí sinh. Và xin được mời nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Chào hai bạn, Tố Quyên, Lê Duy. Theo cá nhân tôi, và tôi cũng thấy là có nhiều người đồng tình với tôi, rằng hai bạn trong cuộc thi này là những ca sĩ mạnh, là hai ca sĩ mạnh trong cuộc thi này, trong vòng này. Vâng. Và bài hát của hai bạn rất thú vị.
rất dễ thương. Tôi thích hai bạn biểu diễn hai bài này, từ cách ăn mặc diễn rồi hai bạn thả hồn theo giai điệu này làm cho tôi rất là thích thú. Đó là cái điểm mạnh của hai bạn mà tôi khen trước. Và bây giờ tôi xin tiếp tục có một vài đóng góp cho các bạn, có được không ạ? Như thế này, đây là cái dòng nhạc trữ tình. Dòng nhạc này thì đối với những người đứng tuổi một tí thì người ta đã có một cái hoài niệm và có một cái cách thưởng thức nó đã định hình rồi. Và giới trẻ bây giờ như các bạn thì cảm nhận nó ở một góc khác, thế cho nên cái sự trình bày của các bạn nó hơi khác. Các thế hệ trước là một điều tự nhiên, nhưng tôi nghĩ một cái gì đó mới mẻ, sáng tạo nhưng nó cũng phải có sự hợp lý và cần phải tìm hiểu về những cái cảm xúc gốc của nó, thì các bạn có sự sáng tạo và thổi cái mới nó vào một cách hợp lý và nó đem lại cảm xúc chân thật hơn. Lê Duy hát bài Dấu Chân Địa Đàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì tôi và mọi người thấy là giai điệu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một giai điệu giản dị nhưng rất chiều sâu, rất khó hát bởi vì nó đòi hỏi sự tinh tế. Và lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như là một bức tranh siêu thực, người ta thấy như thế. Thế cho nên là không lý do gì mà một số các bạn hát nhạc Trịnh Công Sơn mà các bạn cường điệu lên, hoặc là các bạn thể hiện một sự kịch tính, thì tôi cho là điều đó đôi khi có thể một số người nào đó thích, nhưng mà nhìn chung thì tôi nghĩ rằng sẽ ít người đồng cảm cái điều đó trong giai đoạn hiện nay. Có thể sau này nhiều năm nữa thì các bạn sẽ có nhiều người ủng hộ hơn. Nhưng mà nói về vấn đề ca hát thì cái đoạn ad libitum đầu, cái là cái đoạn mà bạn hát tự do đó, thì nó lộ rõ ra những cái nhược điểm về kỹ thuật hát. Có nghĩa là bạn hát rất là chông chênh về cao độ, và sự gằn giọng vibrato, bạn rung giọng nó không phù hợp trong cái ca khúc này. Thế cho nên Lê Duy đối với tôi là một ca sĩ có tiềm năng, là một người sẽ thành công và bạn sẽ được nhiều khán giả yêu mến. Nhưng khi mà các bạn xây dựng một bài hát thì bạn hết sức là cẩn trọng để nghiên cứu làm sao đạt được một cái hiệu quả cao nhất. Đó là lời khuyên tôi dành cho bạn. Về Tố Quyên thì bạn thể hiện trước mắt tôi là một ca sĩ đa dạng. Bạn thể hiện rất đa dạng và bạn có một sự đều đặn trong cuộc thi này. Mỗi một dòng nhạc bạn đều cố gắng thể hiện một cách tốt nhất mà theo tôi thấy là trong cái cuộc thi này tôi có thể chấp nhận được. Tất nhiên thì trong cái bài hát Nửa Hồn Thương Đau thì bạn cũng có một số vấn đề giống như Lê Duy, nhưng nó nhẹ nhàng hơn, bạn có một cái sự tinh tế hơn. Và nói chung là tôi thích cái cách thể hiện cái khả năng của hai bạn, cái tiềm năng của hai bạn. Vì vậy cho nên là những cái vấn đề mà tôi đã đóng góp với Lê Duy thì Tố Quyên cũng nên cân nhắc một tí. Và một lần nữa, chúc hai bạn sẽ thành công trong cuộc thi này, thành công trong cuộc thi sau. Yeah. Xin được cảm ơn những ý kiến đóng góp hết sức quý báu của nghệ sĩ ưu tú Tạ Bình Tâm. Và Ai Phương nghĩ rằng với những lời nhận xét đánh giá rất chân thành đến từ ban giám khảo thì không chỉ là Lê Duy và Tố Quyên mà cả 10 gương mặt của vòng chung kết cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình Vĩnh Long 2014 sẽ ngày càng tiếp tục hoàn thiện giọng hát của mình và nhận được nhiều những sự yêu thương từ công chúng hơn nữa. Thưa quý vị, và điều đặc biệt trong đêm chung kết ngày hôm nay, đêm nhạc thứ tư, thì chúng tôi sẽ không công bố điểm của các thí sinh ngay sau phần nhận xét của ban giám khảo như thường lệ, mà chúng tôi sẽ công bố sau tất cả các phần biểu diễn của họ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp thí sinh tiếp theo. Nay đơn bóng đường khuya, thấy trăng không mơ, lòng buồn nên trăng ua. Sự kết hợp ngẫu nhiên của Thanh Luân và anh Thư lần này trong ca khúc Ảo Ảnh của nhạc sĩ Y Vân. Nhạc trữ tình không phải là một thể loại nhạc dễ thể hiện, bởi thế Luân và Thư phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều trong những đêm tập luyện, và rất mong rằng quý vị khán giả sẽ cổ vũ và ủng hộ bình chọn cho Thanh Luân mã số 09 và anh Thư mã số 08. Thank you.
biết sao đêm dài cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy. Dòng mực xanh còn đây hứa cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn, thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đông bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Vẫn hương nồng em xem tựa tấm áo, đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo thủy yêu đương thường dễ được, khiến bao chiều trên bến tịch liêu. Vắng con tàu sân ga thường héo hát, thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường thấy chẳng không mơ, lòng buồn nên chẳng ố. Kia phồn hoa còn đó những con đường, buồn vui lộng gió những ân tình, chim trong lòng phố cũng theo hương không mà đi. Cho đầy hai chữ tình yêu, phấn hương nồng em xem tựa tấm áo, đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo thuyền yêu đương thường sẽ đứng, khiến bao chiều trên bến tịch liêu. Vắng con tàu sân ga thường héo hát, thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya. Khi vui thấy chẳng không mơ, chẳng ố. Kia phồn hoa còn đó những con đường, buồn vui lộng gió những ân tình, chim trong lòng phố cũng theo hương không mà đi. Kia phồn hoa còn đó buồn vui lòng gió những ân tình, chim trong lòng phố cũng theo không mà đi. Xin được cảm ơn hai thí sinh Thanh Luân và Anh Thư đã mang đến một tiết mục thật nhiều cảm xúc của chúng ta qua ca khúc Ảo Ảnh, một sáng tác của Y Vân. Thưa quý vị, nếu như quý vị yêu thích cặp đôi này với chàng trai và một cô gái mặc áo rất là dễ thương, rất là xinh xắn, thì hãy soạn tin với cú pháp đó là BC khoảng trắng, mã số thí sinh, gửi đến tổng đài 6540, với Thanh Luân là mã số 09 và Anh Thư là mã số 08. Và bây giờ thì cho phép xin được lắng nghe những đánh giá của ban giám khảo với phần dự thi của hai thí sinh, và xin được mời ca sĩ Phương Dung.
Chào hai em. Lần đầu tiên cô đến đây để dự cái chương trình này. Rất cảm ơn ban tổ chức. Âm Thư lúc nãy đã hát bài Tình Hờ của Phạm Duy. Em có một cái điểm hát mà cô xin lỗi trước. Tại cô người nam thành ra nói thẳng. Cô hát, con hát cái bài này không có truyền cảm lắm. Và có nhiều, có vài nốt sai. Có vài nốt sai về coi lại. Tuy nhiên em có một cái dáng đẹp, rất đẹp trên sân khấu. Tự vì thanh sắc tài tướng, cái thanh nó đi trước, cái sắc đi sau. Đó là riêng cá nhân của em. Dạ, anh Thư. Riêng cậu 10 năm tình cũ. Mời Thanh Luân tiến lên phía trước một bước nha. Dạ, đây là một cái bài nổi tiếng của cô Lệ Thu. Thành ra khi em hát làm cho cô nhớ lại bài hát này đầu tiên cô Lệ Thu trình diễn bên Mỹ. Tuy nhiên em có giọng hát rất là tốt, tốt lắm, hơi lùn. Phải cao một chút xíu nữa. Tuy nhiên em hát thì cô nói thẳng là cái cách diễn tả của em, giọng hát rất là tốt. Đương nhiên, tuy nhiên em cũng có một vài cái sai trong cái bài 10 năm tình cũ. Mới đây hai em hát bài này, Những Nẻo Đường Yêu Đương. Cô bé này hát sai chỗ đó. Khi mình hát á, mình phải học rất là kỹ. Tự vì ông giám khảo này, ông chấm về kỹ thuật đó. Thành ra rất là quan trọng. Mình đừng tưởng là khán giả như này người ta không biết. Thật ra họ là sư phụ không đó con à. Nhá. Thành ra từ cái lời cho đến cái technique của nó mình phải rất là cẩn thận. Riêng cô hỏi hai em một câu này. Tụi em đi thi cái này là cái mục đích gì? Cái mục đích gì đi thi cái chương trình này? Dạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của cô. Và con xin trả lời câu hỏi là con đi thi chương trình này với mục đích là con học hỏi những kinh nghiệm của các anh chị cũng như các thầy cô giáo, cũng như những lời dạy dỗ của tất cả các vị giám khảo đã dạy cho con ở tất cả những vòng qua và cả vòng này nữa. Còn em? Thưa cô, con đi dự thi thì cũng muốn một phần là thử sức, một phần là cũng muốn tỏa sáng và để cống hiến cho khán giả. Câu hỏi này hai đứa cô cho zero. Khi hỏi câu này con phải nói tôi muốn là một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tụi con hát rất hay, diễn xuất rất là được, giọng ca tốt. Nhưng mà có một cái đó mình phải đam mê. Mình để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì cô mới có thể cho con 10 điểm được. Nhá. Vâng ạ. Nếu mà con nói rằng con thích đi thi để cho vui thì không được. Đứng trên sân khấu này không được. Nhá. Đương nhiên hai em đã hoàn thành cái bổn phận của mình trên sân khấu rất là tốt. Tán thưởng hai em. Vâng ạ, xin cảm ơn những nhận xét hết sức chân thành đến từ giám khảo Phương Dung của chúng ta. Và Phương nghĩ rằng trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của mình thì không thể nào mà thiếu đi những nhận xét rất chân thành đến từ những bậc tiền bối, phải không ạ? Và một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc mừng hai bạn Thành Luân và Anh Thư. Vâng ạ, xin được cảm ơn Thanh Luân và Anh Thư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp đôi thí sinh tiếp theo. Ngày nào sánh bước bên nhau, tình yêu dạt dào, mộng ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu. Hùng Vinh và Kim Anh xin kính chào quý vị khán giả. Đến với phần thi hát song ca tối nay, trong đêm thi hát nhạc xưa, Hùng Vinh và Kim Anh sẽ thể hiện tình khúc Chiều Mưa của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Hùng Vinh và Kim Anh đã cố gắng hết sức để tập luyện ca khúc này. Và với sự tập luyện chăm chỉ đó, hy vọng là sẽ có một đêm thi thật là xuất sắc. Và quý vị khán giả hãy bình chọn cho Hùng Vinh và Kim Anh nhé. Kim Anh mã số 01. Hùng Vinh mã số 03. Thank you.
Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu, còn đâu. Tình Chúa trở về người thì dấu lỡ làng rồi, người hỡi xin trọn đời lẻ loi. Chiều mưa ngày nào xanh bước bên nhau, tình yêu ra sao mong ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi rồi buồn xa bước tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình lỡ nên tình buồn, tình xa ai nào ngờ, tình yêu phai nhạt màu, tình đầu. Lời cuối cho cuộc tình thì dấu lỡ làng rồi, người lòng ơi yêu trọn đời, người yêu ơi. Ra sao mong ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu. Cho xin tình đầu đừng có thương đau. Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, tình yêu rồi cuốn ra bước tìm tôi. Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình lỡ nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình yêu phai nhạt màu, tình đầu. Lời cuối cho cuộc tình dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời, người yêu ơi. Lời cuối cho cuộc tình dù đã bao muộn phiền, lòng vẫn yêu trọn. Xin được chúc mừng hai thí sinh Kim Anh và Hùng Vinh với ca khúc Tình Khúc Chiều Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính. Những cơn mưa luôn làm cho lòng người thêm nhiều những bâng khuâng và những cảm xúc khó tả. Và trong những tháng năm cuộc đời thì chắc hẳn là ai cũng ít nhiều có những kỷ niệm với mưa. Ai Phương thì nghĩ như vậy, còn Vĩnh Phú thì thế nào? Thực sự thì chắc chắn là ai cũng đã có một lần mất mưa. Và tôi cũng vậy, tuy nhiên những kỷ niệm đó rất là đẹp. Và chắc chắn là tí nữa thì tôi sẽ vào bên trong và nhắn tin bình chọn cho hai bạn với cú pháp là BC khoảng trắng, mã số của từng bạn và gửi đến tổng đài 6540 với Kim Anh là 01 và Huân Vinh là 03. Và Ái Phương xin một lần nữa cảm ơn hai thí sinh của chúng ta đã gửi đến những giai điệu thật đẹp. Và còn bây giờ thì cho phép xin được lắng nghe phần đánh giá đến từ ban giám khảo và xin được mời ý kiến của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Xin chào Huân Vinh và Kim Anh. Thứ nhất là nói về cái bài song ca vừa rồi, hai bạn đang mặc cái trang phục
Và biểu diễn nó giống như cái ngày hôm nay là ngày 27 tháng 12, ngày tốt. Thì có rất là nhiều cặp ở trên showbiz nắm tay nhau, nếu mà hai bạn đêm nay được thì... thứ nhất là cái bài hát vừa rồi, hai bạn hát rất là như ăn ý. Đoạn bè, bạn Vinh, bạn rất là biết dìu dắt bạn nữ, bạn biết nhường nhịn. Tại vì như vậy mới gọi là song ca. Và nó rất là xứng đôi, tại vì bạn rất là cao, to, đẹp trai. Còn bạn nữ thì yêu kiều, thước tha với một cái đầm dài trắng. Đó là riêng về phần song ca. Cho phép việc nói về phần đơn ca, khi lúc nãy bạn Huân Vinh hát bài Anh Còn Nợ Em, cho phép việc hỏi là cái múa minh họa với cái ghế đá đó là bạn nghĩ ra hay là đạo diễn nghĩ ra? Bạn tự nghĩ ra hả? Xin kính thưa ban giám khảo, em xin trả lời câu hỏi này. Ý tưởng về bài hát Anh Còn Nợ Em là kể về một câu chuyện khắc không khoải. Không, anh và... hiểu cái nội dung bài hát rồi. Nhưng ý anh nói là cái minh họa là em tự nghĩ ra để cho các bạn, em mời các bạn múa hay là chương trình tự... Dạ, do chương trình bố trí phần vũ đạo cho phù hợp với từng bài hát. Còn cái ghế đá thì là của ai đề nghị đem vô? Dạ, em xin gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Dạ. Rồi nếu mà chương trình gửi đến thì Việt sẽ không nói cái phần về phần minh họa, chỉ nói về cái bài hát Anh Còn Nợ Em. Tại vì bản thân bài hát này nó đã hay rồi, nó đã đi vào lòng người rồi, thì nó sẽ giúp cho em rất là dễ dàng để hát thành công bài hát này. Nhưng mà em thiếu một cái sự lặng, đôi mắt em hơi bị nhắm hơi nhiều, lâu lâu cũng phải mở ra coi thử người ta còn xem mình hay không chứ. Em nhắm hoài, em mở ra thì người ta về mất hết thì sao? Tất nhiên, cái nhắm mắt nó cũng rất là có lợi, nhất là những cái đoạn mà sâu sắc, mình nhắm mắt để mình tập trung. Anh hiểu được điều đó, tại vì Việt cũng đã từng hát. Và nhất là trong phòng thu, những cái đoạn khó, ca sĩ thường thường hay nhắm mắt. Nhưng ít ra ở ngoài sân khấu live show, nhất là mình trình diễn trước hàng ngàn công chúng, thì mình nhắm mắt ít hơn là mở mắt, bạn hiểu không? Thì bạn nhắm mắt nhiều hơn mở mắt, thì Việt mới nói vui rằng lỡ mày bạn mở mắt ra khán giả về hết thì bạn sợ chết. Đó là cái phần nhỏ thôi. Và chúc mừng em, bài hát bài này rất là nồng nàn. Cảm ơn bạn. Và tiếp theo xin được mời bạn Kim Anh, chúng ta tiến lên phía trước một bước nhé. Còn tiếp theo là bài hát Omeli của Kim Anh. Thì Kim Anh phải nói rằng lần này bạn hát bài này khá hơn dòng trước rất là nhiều. Bạn làm chủ được sân khấu, bạn có đung đưa, bạn đi tới đi lui và nó rất là đúng cái tiết nhịp của bài hát. Nhưng có một tí xíu bạn cần phải điều chỉnh là bạn tươi á, nó hơi ít, tức là bạn hơi buồn lúc hát, lúc mà gian tấu, những lúc mà đoạn nhạc dạo thì bạn rất là tươi, khuôn mặt bạn rất là tươi. Khi bạn hát không phải là tươi ở cái lúc bạn cười, cười làm sao để hát được, mà bạn tươi ở đôi mắt. Khi ca sĩ hát, đôi mắt rất quan trọng, biểu diễn hết tất cả cảm xúc. Thì cái điều đó bạn nên để ý và làm cho nó hoàn thiện hơn, thì chắc chắn rằng giọng hát của bạn đi xa hơn trong cuộc thi này cũng như là ngoài cuộc thi này đến với công chúng. Xin cảm ơn hai bạn. Vâng ạ, xin cảm ơn những lời đánh giá hết sức chân thành đến từ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Vâng ạ, và xin được cảm ơn hai bạn, đó là Hung Vinh và Kim Anh. Hy vọng là hai bạn sẽ ghi nhớ những lời nhận xét này để có thể làm hành trang cho niềm đam mê của mình tiếp tục bay xa hơn nữa. Và giờ đây, xin được mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp thí sinh tiếp theo. Xin kính chào quý vị khán giả. Dòng nhạc trữ tình là một dòng nhạc mà cả Kim Cương và Huy Quân đều rất yêu thích và đam mê từ nhỏ cho đến bây giờ. Có lẽ vì điểm chung này mà khi phối hợp với nhau trong bài hát song ca, cả hai chị em đều cảm thấy rất là thoải mái và ăn ý. Cả hai chị em đã thống nhất thể hiện bài hát Cỏ Úa của nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát Cỏ Úa của nhạc sĩ Lam Phương là một ca khúc trữ tình với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca trau chuốt và ý nghĩa sâu sắc. Hy vọng bài hát sẽ nhận được sự đồng cảm đến từ quý vị khán giả. Quý vị khán giả hãy bình chọn cho cặp đôi Huy Quân mang mã số 05 và Kim Cương mã số 10 quý vị nhé. Bye.
trong giấc mộng, còn chút hương liệu xin đưa vào giữa. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cây men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đôi em lang thương, có biết tương tư vàng u mộng dệt bên đàn bên. Chuyện thân tiên xa vời, tình đã như vui mong chi còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu. Phòng cô đơn bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết chuyện thân tiên xa vời, tình đã như vui mong chi còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Thưa quý vị, ca khúc Cỏ Úa, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, qua phần thể hiện của hai thí sinh Huy Quân và Kim Cương. Và quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên bình chọn các thí sinh của chúng ta bằng cách soạn BC khoảng trắng mã số thí sinh gửi 6540 quý vị nhé.
Và quý vị thân mến, phần quà thưởng dành cho tất cả quý vị may mắn đó chính là một chiếc Lumia 730 selfie góc rộng trị giá 5 triệu đồng. Và xin được nhắc lại mã số của Huy Quân là 05 và Kim Cương là mã số 10. Còn bây giờ thì xin được chúc mừng hai bạn và cũng xin mời các thí sinh chúng ta sẽ cùng lắng nghe những đánh giá đến từ phía ban giám khảo. Và đánh giá này sẽ thuộc về người đang cười rất rất tươi và nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Là bởi vì hai bạn rất là đẹp đôi. Vâng, hai bạn có sự chuẩn bị về trang phục rồi tập dượt bài hát này chắc trong thời gian ngắn thôi, nhưng mà các bạn đã có một sự ăn ý và tôi cho rằng đây bài hát này là một tiết mục hay trong chương trình hôm nay. Có lẽ là trong cái buổi thi này thì Huy Quân hát tốt nhất so với các buổi hôm trước, so với bạn, nghĩa là hôm nay là bạn thể hiện một cái điều là tương đối vượt trội hơn bạn so với những ngày hôm trước. Tôi chúc mừng bạn đó. Chúc mừng bạn. Kim Cương thì đã cố gắng thể hiện mình một cách mới mẻ hơn so với các hôm trước. Và bạn cũng có một sự đều đặn trong vấn đề thể hiện khả năng ca hát cũng như biểu diễn của mình. Tất nhiên cái vấn đề chung của các bạn thì nó có một điểm rất là rõ. Đó là sự hạn chế khi mà các bạn tiếp cận chuẩn xác giai điệu, âm thanh, nốt nhạc, tiết tấu. Thì cái điều đó là cái điều tất nhiên thôi. Bởi vì đối với cái khả năng, với điều kiện của các bạn thì điều đó là một cái điều tự nhiên. Nhưng nó phải là một điều các bạn hết sức chú ý nếu các bạn muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Những giai điệu trong cái dòng nhạc này, dòng nhạc trữ tình, là những giai điệu dễ hát nhưng nó lại trở thành rất khó. Bởi vì nó đòi hỏi sự tinh tế. Càng dễ thì càng đòi hỏi sự chuẩn xác. Bởi vì dễ phát hiện ra những điều sai sót. Và rất khó thể hiện những cái rung động thật tinh tế. Vì vậy cho nên là nó trở thành cái khó trong cái dòng nhạc mà giai điệu chúng ta tưởng chừng như dễ này. Và một lẽ khó nữa là bởi vì dòng nhạc này quá nhiều người thích và quá nhiều người hát. Bởi vì trong cái điều kiện cuộc sống ngày hôm nay, như gia đình nào cũng có thể là có thể tiếp cận với cái kỹ thuật, cái công nghệ hát karaoke. Thế cho nên là ở dưới đây các khán giả ngồi nghe các bạn hát, trong đây có rất nhiều đối thủ của các bạn mà người ta không thi. Đây. Đấy, thế cho nên là nó trở thành một cái áp lực và cái khó, rất khó đối với các ca sĩ khi chọn những bài hát trong cái dòng nhạc ca khúc trữ tình lãng mạn như thế này, làm cho các bạn cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Chúc các bạn sẽ thành công trong đêm thi sau hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Và ai Phương nghĩ rằng ở đêm thi ngày hôm nay với những ca khúc hết sức quen thuộc và dễ nghe, thế nhưng lại rất khó hát và rất khó để chinh phục khán giả. Và ai Phương nghĩ rằng đây chính là lý do mà đêm thi này được chọn để làm một thử thách, để thử thách bản lĩnh và khả năng của thí sinh. Một lần nữa xin được cảm ơn những nhận xét rất là chân thành của nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Và thưa quý vị thân mến, mùa thu, một mùa được coi là mùa của sự lãng mạn và mùa của những tâm hồn bay bổng. Và một chút thắt xu, một chút sắc của mùa thu thôi, với chút heo mây, xe lạnh, rồi tia nắng vàng quấn quýt trên những chiếc lá vàng rơi trong chiều thu lộng gió sẽ khiến cho lòng người ta cảm thấy rất thổn thức. Đúng là chỉ mới nghĩ đến mùa thu thôi thì đã thấy cái cảm giác lãng mạn từ trong những lời mà Ái Phương đang nói rồi, đúng không ạ? Và có lẽ là khi mà trong mùa thu với những người cặp đôi yêu nhau, họ nhìn nhau với ánh mắt cũng chứa chan cái sự nồng nàn của tình yêu, tình cảm mà họ dành cho nhau. Phải chăng là vì những điều như thế mà mùa thu luôn là nơi bắt đầu cho những lần hò hẹn, cho những mối duyên tình, và mùa thu đang dệt trong trái tim người những giấc mơ dịu ngọt. Tất cả những cảm xúc ấy sẽ dần được gợi mở trong ca khúc Mùa Thu Cho Em, sáng tác Ngô Thị Miên, mà chúng ta sẽ được thưởng thức tiếp theo đây qua phần dự thi của hai thí sinh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem đây là cặp thí sinh nào và họ đã chuẩn bị gì cho tiết mục này quý vị nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Trong đêm thi hôm nay, Tiến Dũng, Kim Phượng sẽ gửi đến tất cả quý vị khán giả một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Biên, bài hát Mùa Thu Cho Em.
Đây có thể nói là một ca khúc cũng rất là khó thể hiện, nhưng mà trong thời gian tập luyện vừa rồi, Kim Phượng và Tiến Dũng mong sẽ đem lại một phần thi thật là tốt. Cũng mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho cặp đôi song ca này với mã số Tiến Dũng 06, Kim Phượng mã số 02. Sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên. Và nếu như yêu thích họ thì hãy nhắn tin bình chọn cho họ với Kim Phượng mã số 02 và thí sinh Tiến Dũng mã số 06. Với cặp đôi cuối cùng này thì xin được mời hai thành viên còn lại trong hội đồng ban giám khảo sẽ nhận xét. Và em xin được mời cô Phương Dung sẽ nhận xét cho bạn thí sinh nữ cô nhé. Xin được mời cô. Cô Kim Phượng, lúc nãy là dự thi bài Nụ Tầm Xuân, có đúng không?
Tại sao lại đưa cho cô phê bình cô gái mà không cho cô phê bình cậu này? Cô có thể nói hai người luôn cũng được ạ. Không, mình phải chia. Cô nói đùa chơi. Kim Phượng lúc nãy hát cái bài Nụ Tầm Xuân, và Tiến Dũng hát cái bài của Ngô Thùy Miên. Thật sự thì cả hai bài đều làm cho cô nhớ hai ca sĩ mà hai người này cô đã từng đi trình diễn với họ mấy mươi năm qua. Đó là cô Lệ Thu và cô Thái Thanh. Nếu mà so sánh thì hai em đứng trên sân khấu rất là dạng sân khấu. Chắc có lẽ hai em đã từng trình diễn trên sân khấu rồi, có đúng không? Điểm thứ hai, cái bài Nụ Tầm Xuân á, mà nếu mà cho cô phê bình á, em hát vô thưởng, vô phạt. Không xuất sắc, mà cũng không dở. Tuy nhiên, tự vì cô so sánh với cô Thái Thanh, thành ra cô xin lỗi. Điểm thứ hai nữa, cô muốn nói là cả hai em đứng trên sân khấu để hát cái bài song ca này chưa xứng đôi vừa lứa. Em phải cao hơn một chút nữa mới đẹp đôi với cô này. Dạ, em thì em nghĩ là thấp cũng rất là duyên dáng và bạn ấy cũng rất là thanh lịch, đúng không? Cậu này có vẻ thư sinh, thư sinh đa tình hơn là một người đứng trên sân khấu để làm một cái người tình với cô bé này hát cái bài này. Là một thư sinh đúng hơn. Nhưng mà cô bé này cô nói bao nhiêu đó, còn cậu này để dành cho việc nói. Thành ra cô cũng xin chúc là cái phần trình diễn của em hoàn thành tốt, không như ý cô mong muốn nhưng mà rất là tốt. Tôi có một cái biện minh cho hai bạn, cái cặp đôi này tôi thấy xứng đôi. Tại vì có thể là cái đời trước á, ngày xưa á, thì là nam cao hơn nữ, chứ bây giờ cái mốt là chân dài là khoái. Vậy thế cho nên bạn cao hơn bạn nam cũng được, không sao hết. Nhưng mà nếu mà quả thật cao hơn tự nhiên thì tốt, chứ sợ trong đó cái guốc là cao mét phân tấc rưỡi thì nó cũng căng. Nhưng mà không sao, tôi cũng vẫn hy vọng, tại vì khi nhìn vóc dáng của bạn là biết bạn cao sẵn rồi. Cho phép việc quay lại với bản tình cuối của Hà Tiến Dũng. Thực sự bạn lên cao rất là an toàn và giọng bạn rất là sáng. Nhưng nó khổ nổi cái dòng nhạc này là cái dòng nhạc hát trầm. Hát càng trầm nó càng hay. Tại vì những cái đoạn mà xuống bass mới là những cái đoạn lấy tiền người ta, lấy nước mắt, lấy tình cảm của người ta. Thì bạn bị ngược á, có nghĩa bạn lên cao rất an toàn, bạn xuống thì bị trông trên, tức là bị phô rất nhiều chữ. Thì Việt nghĩ rằng bạn phải tính lại cái cách hát của mình và cái tông để cho nó phù hợp cái dòng nhạc này. Tất nhiên là bạn hát những cái dòng nhạc khác thì nó rất là phù hợp giọng của bạn. Đó, thì Việt nghĩ rằng bạn phải tìm cách khắc phục cái điều đó. Từng dòng nhạc phải hát ở cái âm vực nào cho nó hợp lý. Tại vì bạn là một sở hữu một cái giọng hát rất là hay, hát rất là khỏe, nhưng không có phải là bài hát nào cũng hát khỏe là tốt. Bạn hiểu không? Vì dòng nhạc này là dòng nhạc xưa và dòng nhạc trữ tình cần những cái âm điệu, những cái phần thấp, trầm buồn, bass thì nó sẽ lấy cảm tình người ta nhiều hơn. Chúc bạn may mắn. Cảm ơn hai bạn. Xin được cảm ơn những nhận xét từ giám khảo Phương Dung và giám khảo Vũ Quốc Việt. Và Phương tin chắc rằng với những nhận xét hết sức chân thành như thế này thì các bạn ngày càng sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình hơn trên con đường âm nhạc của mình. Và thưa quý vị thân mến, tiết mục dự thi vừa rồi cũng đã khép lại phần dự thi lượt 2 của 10 thí sinh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố thí sinh có điểm số cao nhất. Mọi người xin được mời hai bạn nán lại sân khấu luôn và chúng ta sẽ chào đón sự quay trở lại của toàn bộ 10 thí sinh, 10 gương mặt rất xuất sắc của vòng chung kết cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình Vĩnh Long năm 2014. Thưa quý vị khán giả, trải qua 4 đêm thi, 10 thí sinh qua phần dự thi của mình đã đem đến cho khán giả những màn biểu diễn nghệ thuật đầy chất lượng. 10 cá tính âm nhạc đã để lại những dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và công chúng yêu nhạc. Tuy nhiên,
cuộc thi thì vẫn là cuộc thi quý vị ạ. Chúng ta cũng sẽ chỉ có 5 thí sinh có số điểm cao nhất, 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được bước tiếp và tranh tài cùng nhau tại đêm chung kết xếp hạng. Và bây giờ chúng tôi sẽ đến với phần công bố điểm số dành cho các thí sinh, 10 thí sinh. Khi mà màn hình LED hiện lên hình của thí sinh nào thì bạn ấy sẽ tiến lên một bước nha. Một tràng vỗ tay để chúng ta giải tỏa không khí rất căng thẳng của các bạn thí sinh được không ạ? Thí sinh Trần Thị Kim Anh, mã số 01. Chưa phải. Mời bạn nén lại. Cảm ơn bạn đã rất là bình tĩnh. Tôi xin được công bố số điểm của Nguyễn Phạm Tố Quyên, số báo danh 07 trước. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Đông, 19,40. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 19,60. Và danh ca Phương Dung, 18 điểm. Và điểm trung bình của Nguyễn Phạm Tố Quyên là 19. Xin chúc mừng bạn. Thí sinh tiếp theo là chàng trai Nguyễn Lê Duy, số báo danh 04. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,10. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,80. Ca sĩ Phương Dung, 18. Điểm trung bình của bạn, 18,63. Và tiếp theo sẽ là thí sinh Mai Thanh Luân, số báo danh 09. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,40. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 19,20. Ca sĩ Phương Dung, 18. Điểm trung bình của Mai Thanh Luân, 18,87. Thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư, số báo danh 08. Và số điểm đầu tiên đến từ nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm đã là 18,50. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt dành tặng cho bạn 18,60. Và ca sĩ Phương Dung, 17,50. Điểm trung bình của bạn là 17,50. Thí sinh mang mã số 01 Trần Thị Kim Anh, tới lượt bạn. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm đã tặng cho bạn một số điểm là 19,30. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 19,20. Ca sĩ Phương Dung, 17,50. Điểm trung bình của Trần Thị Kim Anh, 18,67. Đặng Hùng Vinh, số danh 03. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,40. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 19. Và ca sĩ Phương Dung, 18,30. Điểm trung bình 18,90. Thí sinh tiếp theo, thí sinh Nguyễn Thị Kim Cương, số báo danh 10. Xin mời bạn tiến lên phía trước. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,40. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,60. Danh ca Phương Dung, 17,30. Điểm trung bình 18,43. Võ Huy Quân, số báo danh 05, chàng trai đến từ Bến Tre. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,30. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 19,50. Và danh ca Phương Dung, 18,30. Và điểm trung bình của bạn là 19,03. Chúc mừng bạn. Hà Tiến Dũng, số báo danh 06. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 19,40. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 19. Và danh ca Phương Dung dành cho bạn 18 điểm. Điểm trung bình của Hà Tiến Dũng là 18,80. Nguyễn Thị Kim Phượng, 02. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, 18,60. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 18,70. Và cô Phương Dung dành cho bạn 17,30. Điểm trung bình của Kim Phượng là 18,20. Quý vị thân mến, và có lẽ bây giờ thì chúng tôi xin được công bố ngay. Như vậy, thí sinh có điểm số cao nhất trong đêm thi hôm nay đó là một chàng trai. Võ Huy Quân, số báo danh 05, điểm trung bình 19,03. Chúc mừng bạn.
xin được chúc mừng thí sinh Võ Huy Quân. Và thưa quý vị thân mến, sau đây sẽ là giây phút vô cùng hồi hộp và là giây phút được chờ đợi nhất của các bạn thí sinh cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta có 10 thí sinh nhưng chỉ có 5 bạn được đi tiếp mà thôi. 5 thí sinh nào sẽ ở lại và 5 thí sinh nào sẽ ra đi? 5 thí sinh nào sẽ tiếp tục cùng chúng ta đến với đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2014? Và ngay bây giờ, Ái Phương và Vĩnh Phú sẽ xin được thay mặt cho ban giám khảo công bố danh sách. Các bạn lưu ý. Và bây giờ, thí sinh 5 bạn có điểm số tốt nhất, thể hiện tốt nhất trong các vòng thi vừa qua. Người đầu tiên xin chúc mừng Nguyễn Phạm Tố Quyên, không phải. Và thí sinh thứ hai, xin được chúc mừng số báo danh 04 Nguyễn Lê Duy. Số điểm trung bình của bạn Tố Quyên là 19,01 và Lê Duy là 18,93. Đây là điểm ra đánh giá sơ bộ trong tất cả các vòng thi của bạn cho đến đêm thi hôm nay. Và người thứ ba đó là một chàng trai. Xin chúc mừng số báo danh 03 Đặng Huân Vinh. Đặng Huân Vinh đã tiến đến đêm chung kết xếp hạng với số điểm là 18,91. Xin được chúc mừng bạn. Chúng ta chỉ còn hai người mà thôi. Hai gương mặt thôi ạ. À. Hai thí sinh. Nam hay là nữ ạ? À? Nam hay nữ đi ạ? À? Mọi người nghĩ như thế nào ạ? À? Sẽ là thí sinh nào ạ? À? Vâng, xin mời một thí sinh nam. Số báo danh 06 Hà Tiến Dũng. Thí sinh Hà Tiến Dũng của chúng ta đã đạt được một số điểm là 18,85. Xin được chúc mừng bạn. Và bây giờ thì chúng ta đang còn lại hai chàng trai và bốn cô gái. Ai sẽ là gương mặt tiếp theo bước lên phía trước cùng với bốn người bạn của mình? Các bạn hãy chuẩn bị dành những tình cảm thật nhiều dành cho thí sinh cuối cùng. Mai Thanh Luân, số báo danh 09. Xin chúc mừng Mai Thanh Luân. Số điểm trung bình của bạn là 18,70. Xin chúc mừng các bạn và năm bạn thí sinh xuất sắc của chúng ta sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng. Một đêm thi kịch tính để quyết định ai sẽ là ngôi vị cao nhất của cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình Vĩnh Long năm 2014. Câu trả lời sẽ có vào ngày 29 tháng 12, lúc 20 giờ truyền hình trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Và quý vị thân mến, đêm nhạc những tình khúc vượt thời gian của vòng chung kết cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình Vĩnh Long 2014 do đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long cùng công ty Sen Vàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hàng Leo Thái Sư Tử Thái, của công ty trách nhiệm hữu hạn Leo Thái và đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Hoạt Huyết Dưỡng Não Cerecap xin được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành và hỗ trợ chương trình: Make Up Đăng Minh, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, nhà thiết kế Sơn Collection, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.